Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty cửa năng Window. Thì hôm nay tôi làm một cái video giới thiệu cho các bạn một bộ cửa sắt trượt 5 cánh kết hợp với vách kính. Sản phẩm này thì được làm bằng nhôm Toban Prima màu sóng đá và phụ kiện đồng bộ Toban. Thì Toban Prima là sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Outdoor. Toban Prima thì có bề mặt cánh trơn và bản cánh lớn hơn Sinfa. Độ dày của nhôm này dao động từ 1.3 đến 2 ly, tùy theo loại cửa và tùy theo thăng điểm trên thanh nhôm. Phụ kiện thì được thiết kế đồng bộ dành riêng cho dòng sản phẩm Toban Prima này. Thì sản phẩm này ngoài làm cửa sắt trượt ra thì còn làm cửa đi, cửa sổ và cửa đi chính vân vân. Hiện công ty chúng tôi nhận thi công cửa nhôm kính bằng profile Toban Prima. Nếu các bạn có nhu cầu làm cửa thì có thể liên hệ đến hotline hoặc truy cập vào website của công ty chúng tôi để được tư vấn và báo giá.